Hồng Vân trân trọng kính chào quý khán thính giả của Làn Sóng Việt TV. Thưa quý vị, và lần này thì Hồng Vân hân hạnh được đến với ngôi nhà mới ở trên Làn Sóng Việt TV với con số là 27.6, và hân hạnh đến quý vị qua chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp phát hình trên Làn Sóng Việt TV cũng như Uno IPTV, Direct TV và Radio 1560 và 1480. Hân hạnh được đến với quý vị hàng tuần và rất vui cũng được hội ngộ với rất nhiều quý khán giả khắp nơi ở trên hệ thống Việt Facebook và YouTube qua cái mạng giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh, mà trong thời gian qua đã hân hạnh được đến với quý đồng hương với nhiều làn sóng đài truyền hình, nhiều đài làn sóng đài radio qua nhiều chương trình khác nhau, hầu giúp quý vị giải đáp những cái câu hỏi cũng như là có những cái cố vấn và trình bày những cái chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp rất là khác với những cái bác sĩ khác đã trình bày, quý vị đã từng nghe hoặc là quý vị đã từng xem. Và một lần nữa Hồng Vân hân hạnh được giới thiệu quý vị trung tâm MyCare Plastic Surgery tọa lạc tại vùng Galleria, thành phố Houston, Texas ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bác sĩ Nguyễn Hồng Anh là bác sĩ chuyên môn về khoa thẩm mỹ tạo hình, huấn luyện ở Đại học USC, University of Southern California với 20 năm hành nghề và giảng dạy cũng như là huấn luyện các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tương lai ở tại những cái đại học lớn tại Hoa Kỳ về ngành giải phẫu thẩm mỹ tạo hình. Và văn phòng có số điện thoại 832-874-6000, 832-874-6000, và website là mycareplasticsurgery.com. Ước mong rằng quý vị sẽ không những chỉ xem trên YouTube qua cái mạng giải phẫu thẩm mỹ tạo hình, nhưng quý vị cũng vào trong cái website để biết được những cái dịch vụ mà bác sĩ Hồng Anh đảm trách, và hy vọng rằng sẽ đáp ứng cái nhu cầu của chính quý vị khi quý vị liên lạc 832-874-6000. Và một lần nữa, bác sĩ nhận sửa lại những cái ca mổ bị hư từ những cái văn phòng khác mà không được làm chuyên môn, thì bác sĩ sẽ giúp quý vị sửa lại những cái phần đó với một cái nhìn của một người có kiến thức rộng rãi, kỹ thuật chuyên môn và cái nhìn quốc tế qua cái nhìn của giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp. Và hân hạnh được đến quý vị một lần nữa với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh. Chào bác sĩ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và xin kính chào quý khán giả của hệ thống Việt TV. Hình như mình không có bàn với nhau mà chị có áo đỏ và tôi có cà vạt đỏ, sao nó lạ vậy chị? Dạ, hôm nay bác sĩ đẹp. Hồng Vân phải khen. Chào chị. Chị đẹp phải không bác sĩ? Quý vị, chúng ta nhìn một cái vẽ của một họa sĩ. Đây là một cái tưởng tượng về làm trẻ làm đẹp, từ một người già cho tới người trẻ. Chị thấy cái hình này, đây là cái suy nghĩ và ước mơ của rất nhiều phụ nữ. Như cái zipper, chị unzip một cái là coi như già thành trẻ, lột xác liền, phải không? Ta thấy rất là hay. Tôi hỏi chị như vậy, cái thẩm mỹ đó, tới bao nhiêu tuổi chị nghĩ là người ta không có nên làm? Có lý do nào gì mà người ta phải làm không? Dạ, được có câu hỏi ở trong ngành này thì em vẫn thấy rằng thẩm mỹ không nhất thiết là, nhiều khi các em rất là trẻ cũng cần, thưa bác sĩ, và các cô rất là lớn tuổi cũng vẫn cần và vẫn thích làm. Có nhiều cô rất là dễ thương, nói là tôi muốn tới ngày ấy tôi đẹp. 70 tuổi vì hạnh phúc đời có nên làm không? Dạ, hay 70 tuổi mình hả? Nên làm. Dạ. Tại vì xong bổn phận rồi, bác sĩ lo cho chồng, cho con, lo cho con, cho cháu xong hết trơn rồi mình phải đẹp, bác sĩ. Dạ. 75 tuổi mà vì công ăn việc làm, không biết lúc đó là làm việc gì, nhưng mà công ăn việc làm rồi, có nên làm thẩm mỹ không? Dạ nên. Nên hả? Hồng Vân thì rất là open mind. Dạ. Thôi mình leo lên 80 tuổi đi. Hả? Chị nghĩ sao? Đại sự quốc gia có thể, vì đại sự quốc gia có nên làm không? Hồng Vân ở trong ngành này, Hồng Vân học hỏi, Hồng thấy các bác ở Mỹ rất là văn minh, bác sĩ ơi. Dạ. Bữa nay chương trình hơi đặc biệt, chúng ta chia sẻ với cái màu đỏ của cô Hồng Vân và của tôi cho cái năm mới. Thưa quý vị, người ta nói là một hình có giá trị bằng 1.000 chữ đọc. Thành ra quý vị xem kỹ những cái hình này sẽ có những cái bài học rất là thú vị cho năm mới cho chúng ta. Chúng tôi sẽ hy vọng trả lời cái câu thẩm mỹ lúc nào là không có làm nữa, hay vì lý do nào mà nên tiếp tục làm. Thì đây là một cái nét thẩm mỹ thống nhất, có thể nói đây là cái chúng ta đã bàn trước, căn mặt thiệt và căn mặt chuyên môn, chứ không phải làm những cái gì nhẹ nhẹ sơ sơ mà người ta quảng cáo là không cần phải căn mặt nhưng mà kết quả được như vậy. Đây là hai cái hình, hình trước và cái hình kế. Đây là cái đề tài chúng ta nói về cái thẩm mỹ thống nhất đó chị.
Đó, thì đây là với cái kết quả mà người bệnh nhân họ có khả năng, họ có kiến thức, họ có cái chấp nhận, họ làm thì và làm đúng cái lời khuyên, cái nhìn của người bác sĩ chuyên môn thì ra một cái nét, có thể nói là cái nét thẩm mỹ thấm nhất. Nhưng mà tôi nói chia sẻ chị cái này, cái chọn lựa thẩm mỹ chúng ta thấy nhiều cái thí dụ rồi, thì đâu phải là cái người có học là họ tự nhiên họ chọn đúng đâu, phải không? Đâu phải là họ có tiền là hoàn toàn làm đúng chuyện đâu. Đâu phải họ có địa vị nào trong xã hội là đầu óc là dĩ nhiên sáng suốt đâu. Thì đây là chúng ta chia sẻ với quý vị những cái hình. Cái hình có thể nói là cái mỹ mãn, cái lý tưởng của giải phẫu thẩm mỹ, gọi là thẩm mỹ thống nhất nếu mà chúng ta làm đúng. Chị thấy sao? Dạ, đẹp, bác sĩ rất là đẹp. Dạ. Nãy giờ tôi thấy chị thấy lạ, chị không hỏi là ủa không biết chương trình này có một cái nhân vật đặc biệt nào hiện ra không? Vài chương trình vừa qua chúng ta có nói về một nhân vật. Nhân vật này thì quý vị nào mà xem chương trình thì cũng đã quen thuộc. Đây là Diệp Tuyệt Sư Thái, đúng không? Thì Diệp Tuyệt Sư Thái chúng ta đã nói về mâm ngũ quả cũng vài lần rồi. Và quý vị nào mà xem chương trình tuần vừa qua đó với đề tài chó táp đi tìm Khổng Minh thì cũng thấy Diệp Tuyệt Sư Thái hiện lên. Bữa nay thì chắc Diệp Tuyệt Sư Thái không có liên hệ lắm, nhưng mà lúc chúng ta nghĩ tới, chúng ta nghĩ tới cái cấm, cái gì cấm, ok, bị cấm, bị điểm huyệt, bị kiểm duyệt, forbidden, ok. Thì đây là Diệp Tuyệt Sư Thái. Có những bệnh nhân tới văn phòng khám lại, có một số khán giả có hỏi về nhân vật này thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ trong những chương trình sau đây. Nhưng mà nói tới cái cấm á, và cái kiểm duyệt và Diệp Tuyệt Sư Thái thì tôi nghĩ tới cái cuộc bầu cử vừa qua. Thì tôi nhớ tới trở lại hồi tháng 9 trong cái mùa Covid á, thì chúng ta có cái tranh luận đầu tiên của cho cái bầu cử tổng thống. Thì quý vị thấy trên màn ảnh đó, thì chúng ta có ông cựu tổng thống Trump, lúc đó là tổng thống, đây là làm nước Mỹ vĩ đại. Và chúng ta có cựu phó tổng thống, bây giờ là tân tổng thống rồi, Biden, thì đoàn kết nước Mỹ. Thì chúng ta thấy, có thể nói đây là một cái xã hội cởi mở. Họ tranh chấp với nhau, họ có thể nói ra những cái ý nghĩ của họ, không bị Diệp Tuyệt Sư Thái, một cái văn hóa Á Châu mà kiểm duyệt, đúng không? Thì thưa quý vị, với cái nhìn của người bác sĩ thẩm mỹ, và chúng tôi đã chia sẻ cái này lúc mà sau cái cuộc tranh luận đó, thì ông Trump, ông tổng thống, thì 4 năm vừa qua thì người ta luôn luôn người ta phê bình về cái tóc của ông. Và trong cái cuộc tranh luận này thì thấy cái mặt nó hốc hác, nó không có gọn ghẽ lắm. Nhưng mà ngược lại thì lúc đó thì bên ông Biden thì thấy mùa Covid được nghỉ ngơi, cái mặt tươi trẻ. Tôi không biết chị có nhận xét được như vậy không? Dạ, dạ có. Hồng Quân thấy, bác sĩ Hồng Quân thấy dạ, cái nét stress của Tổng thống Trump và dạ, phần nào thư thả của, dạ, của dạ, ông Trump. Chúng ta nói về cái nét thẩm mỹ, và tôi chia sẻ với quý vị cái nhìn của người bác sĩ thẩm mỹ lúc mà nhìn. Thì đoàn kết nước Mỹ, ok. Thì tôi không biết chị sao, nhưng mà cái ngày inauguration đó, tôi nhớ tôi đi mua bánh mì cho ba mẹ tôi và một người khách tới nhà. Thì tôi đứng ở tiệm thì nó có CNN News lên, ta nói là ông tổng thống mới này là một người công giáo rất là thánh thiện, sống vì đạo và sống với cái tâm đạo của người công giáo hoàn toàn. Mẹ tôi lúc mà coi đó thì nói sao thấy cái mặt ông tổng thống này có cái gì lạ lạ đó con. Thì cái đó là mẹ tôi cũng cỡ tuổi ông tổng thống này, tức là gần 80 rồi chị đó. Thành ra tôi không biết chị có thấy cái gì đặc biệt hay là lạ về cái mặt của ông tổng thống này không? Dạ, vâng, thấy phần dưới từ đây xuống thì trẻ bác sĩ, nhưng mà chị phần trên thì nhăn. Dạ. Trên nhăn hả? Dạ. Sao có chuyện không đó được chị hả? Đoàn kết nước Mỹ, thống nhất thẩm mỹ mà sao có như vậy? Thưa không quý vị, biết sao mà làm mà lại chừa lại nữa, hả? Không biết. Lịch sử thẩm mỹ đó của những nhân vật công chúng, tức là public figure. Thưa quý vị, đây là một cái kho tàng nghiên cứu cho ngành của chúng tôi, ngành thẩm mỹ và tạo hình. Tại chúng tôi nhìn, nghiên cứu về cái mặt, về hình dáng mà, thưa chị. Và tôi đây là một bài học mà tôi xin chia sẻ với quý khán giả. Tôi xin mượn cái hình của một người bạn, một bà giáo sư bác sĩ ở trường đại học Johns Hopkins.
20 năm trước thì bà nghiên cứu, bà trở thành một nhà chuyên gia chữa những cái tai họa về Botox và những cái chất filler, những cái chất như Juvederm, những chất như Restylane. Thì bà đã nghiên cứu về cái mặt của người này, có thể nói 20 năm trước, lúc đó là chưa thành phó tổng thống, chưa gì hết. Thì chị nhìn, wow, chị thấy cái mặt thì có thể lúc đó 20 năm trước chúng ta gọi là bad Botox then, ok? Thấy cái mặt chị thấy nó lạ không? Ok, chúng ta thấy lạ. Cái hình kế chúng ta thấy đó, 20 năm trước, bad Botox. 2018, gần 20 năm sau, bad Botox again. Và có thể nói mà lúc mà thành tổng thống cũng bad Botox. Chị thấy hai cái hình đó nó khác nhau. Tại sao mà tôi nói là bad Botox? Hả? Tôi biết gì, thẩm mỹ biết gì mà nói cái này là bad Botox. Chị có thấy gì lạ không? Nó là thuộc về nghề nghiệp không bác sĩ? Ghiền nghề nghiệp rồi hả? Thì người lớn tuổi đó, người ta lo tới cái gì? Cái đuôi chim, mình đừng có nói về cái mặt đi. Thì hai cái này nó bad Botox nhưng mà nó hai cái nét khác nhau. Bên trái đó thì là chim bay, bên phải là chim đậu. Đó, thì nói chung cái hai nét, nét nào cũng kỳ kỳ. Tại chúng ta nhìn cái nét cử động trên mặt thì có thể nói nó hơi lạ. Và cái nét mà chim đậu bên phải đó chị cũng biết rồi. Nhiều người tới văn phòng cắt mắt lại đó, thì đây là một cái nét của nhiều người họ đã cắt mắt rồi ở nhiều chỗ khác. Và cắt xong thì có cái nét đuôi chim nó đậu, nó trì xuống rất là nặng nề. Thưa quý vị, đây là có thể tại sao mà chúng tôi biết cái lịch sử hình thì có thể nó giá trị hơn 1.000 lời nói chị. Thì chúng ta biết là cái gì? Đây là một người tổng thống rất là trung thành với những người ủng hộ ổng. Tại sao? 20 năm trước ông bác sĩ ông chích ra một cái nét Botox như vậy, 18 năm sau vẫn giữ ông bác sĩ đó tại cái nét cũng y hệt như vậy, nét chim bay, đúng không? Thành ra có thể nói một cái hình chúng ta có thể đoán được thì ông này rất là trung thành với những người mà đi theo ổng. Chúng ta có thể nhìn cái hình kế theo. Cái hình thế theo, chị thấy đẹp trai không? Dạ. Trẻ hơn, đẹp trai, tươi hơn, đúng không? Thì giống như lời mẹ tôi nói, có cái gì lạ lạ, chị có biết cái gì lạ lạ không? Dạ không. Ok. Đây, thì cái mà tôi đã chia sẻ với khán giả sau cái cuộc tranh luận First Presidential Debate đó, thì nói là ông này mùa Covid, ông tiện thời gian, ông đi căng mặt rồi. Thì đây, quý vị có thể lên mạng bất cứ cái tin tức nào, AP News, lên CNN News và coi tất cả những cái hình gần đây là quý vị nhìn thấy, sẽ thấy một cái vết cắt căng mặt. Căng mặt đây là chúng ta thấy là bên phải thì thấy rõ. Tại sao tôi chia sẻ với quý vị? Tại đây là người già trải qua cái căng mặt chúng ta thấy. Thì đây là cái nét là lúc ổng là phó tổng thống, cựu phó tổng thống với ông tổng thống Obama. Và sau này thì chúng ta thấy thì cái nét bên phải nó cũng có thay đổi. Chúng ta thấy rõ ràng hơn. Bên có thể nói là bên trái, một cái nét căng mặt nó rõ rệt hơn, nó không có khéo. Chị nhìn cái nét này chị nghĩ tới cái gì? Hình như nó bị mất cái bass đúng không thưa bác sĩ? Cái đó là một chuyện. Nói chung ta nói về vết thẹo thôi, vết thẹo bên đây nó không có khéo lắm. Và nhìn cái mặt, nhìn cái nét mặt và có thể nói nhìn cái vết thẹo như vậy, chúng tôi có thể kết luận trong nghề đây là ổng đã căng mặt kéo da. Kéo da thôi. Thành ra nó có một cái kết quả, một cái nét và một cái hậu quả như vậy. Tại cô Hồng Vân hình như là rất là nhạy bén. Tại sao? Tại vì cái nét mà căng mặt mà kéo da, chúng ta thấy tại nhiều người Việt Nam họ đã làm rồi. Tôi nói chơi ông này, ông về Việt Nam ông căng mặt như mấy cô bay về Việt Nam mà căng mặt gì đó. Thì nói chung là chúng ta căng da thì có những cái vết, những cái triệu chứng, những cái hậu quả chúng ta thấy. Thì da ông vẫn còn lỏng, cái cổ chúng ta thấy da lỏng, chúng ta thấy cái gì có một cái cục ở cổ, cái đó là cái da lỏng không chị? Cái phần đó đó thật sự là cái tuyến mà không được thanh toán thì nó nổi ra một cái cục như vậy. Cái tuyến nước miếng, tạo ra nước miếng ở dưới tiếng Mỹ gọi là cái phần đó gọi là submandibular gland, ok? Và giống như chị nói, yes, một cái nét mà chị đã vào văn phòng chị biết là tôi rất là tránh. Tại sao? Tại đây là nó biểu lộ cái nét người đã căng mặt mà căng mặt không có khéo rồi. Nhiều cô đã bị như vậy rồi, nhưng mà đây chúng ta thấy mất bát, đúng không? Thì tôi phụ nữ mất bát thì cái kiểu tóc có nhiều kiểu tóc lắm. Đàn ông mà mất bát đó thì hình như đã bị cắt cái gì nó cục ngắn hơn rồi, hình ra cái chuyện đó là một cái chuyện rất là đau lòng. Ok, thì đây có thể nói là những cái nét của cái giải phẫu, chúng ta dùng những cái tên lúc trước chúng ta nói là cái gì, cái giải phẫu làm đại. Bữa nay chúng ta có thể có một cái tên mới cho cái thẩm mỹ này.
thì thẩm mỹ làm đại, nhưng trường hợp này chúng ta dùng cái ngôn từ của chánh trị hay là của bầu cử, chúng ta nói là thẩm mỹ không được khống chế. Thấy không? Chị nói ủa tại sao cái khúc mặt dưới mà nó trẻ hơn mà cái mặt trên là nó nhăn, đúng không? Nó không phải là cái thẩm mỹ thống nhất. Thống nhất mà lúc đầu lý tưởng mà chúng tôi nói là cái căn mặt thiệt mà đúng theo cái cách mà nên làm, thì đó là tại sao mà chúng tôi nói đây là cái trường hợp mà thẩm mỹ không được khống chế. Nhưng mà đây là người 80 tuổi, câu trả lời cho chị, 80 tuổi vì đại sứ quốc gia thì không muốn người ta nghĩ là mình quá già rồi thì cũng phải căng mặt phải làm. Thì dám 80 tuổi cũng vẫn căng mặt được, đúng không chị? Dạ. Thì chúng ta nhìn cái mặt đó và nhìn cái cổ, thì chúng ta hỏi tại sao mà căng mặt xong rồi mà cái cổ nó tệ như vậy, mà nó lỏng như vậy, mà cái thẩm mỹ thống nhất thì nó lại tốt hơn. Thưa chị, lúc người mà trẻ tuổi làm thì những cái kết quả, những cái gì tốt của cơ thể nó sẽ giữ chắc hơn. Có nhiều người chúng ta đã bàn rồi, có quan niệm là thôi chúng ta chờ cho tới lúc 70, 80 tuổi thấy nó nát bấy hết trơn rồi chúng ta làm. Thì nát bấy rồi chúng ta làm thì nó ra cái kết quả không được khống chế của cái ông tổng thống, tân tổng thống chúng ta thấy. Và nếu mà chúng ta dùng những cái phẫu thuật, những cái trình độ mà có thể nói trình độ thấp đi, thì cái kết quả này chắc chắn. Ok. Và chúng ta thấy đi nữa là những cái gì? Chúng ta thấy đi nữa những cái vết thẹo. Nếu mà chỉ có vết thẹo như vậy thì không biết chị có muốn căng mặt không? Thường thường thì bệnh nhân không biết, bác sĩ ơi, bệnh nhân không biết. Nếu mà biết thì trễ rồi. Dạ vâng. Biết trễ rồi hả? Tức là nhảy lên giường nhắm mắt làm hả? Dạ. Well, thì thường thường là bác sĩ thẩm mỹ là giúp cho làm lại, đem lại và lấy lại, hay là đem lại những cái gì đã mất, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà mình một hồi nữa Hồng Vân sẽ, sau khi cuối phần Hồng Vân sẽ có câu hỏi bác sĩ. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái hình để chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta ngắm cái hình của ông tân tổng thống này. Thì thưa quý vị chờ tới 80 tuổi và trong tay chuyên môn nhất đi, ok, làm đúng nhất đi, tốt nhất đi, vẫn có nhiều chỗ lỏng, cái da tới mức đó rồi. Chị chờ tới lúc đó mà chị làm rồi thì không có thể nào như cái cô trẻ hơn, cái cô 50, 60 tuổi của cái thẩm mỹ thống nhất ở bên phải. Thì lúc đó đó thì có thể nói là làm đúng cách thì cái kết quả nó được hơn cái này, nhưng mà cũng có chỗ nó sẽ lỏng. Thì chờ tới giờ đó rồi thì có thể nói là nhiều chỗ rất rất là lỏng. Rồi thì chúng ta làm gì? Những bác, những cô mà chờ tới 70 tuổi, 60 mấy, 80 tuổi mà căng mặt mà làm, mà họ có những cái kết quả rồi mà cái da vẫn lỏng, thì họ có thể làm được cái gì? Hay là những người mà có thể nói mà họ cố tránh đi cái thẹo vì lý do nào đó, họ bị ám ảnh, họ thấy bạn họ làm một cái chỗ nào, hay bay về Việt Nam hay tới chỗ nào mà làm mà cái thẹo nó xấu quá, họ bị ám ảnh, thì nhất quyết họ không có muốn cái thẹo, thì chúng ta làm gì? Có thể cái này là của cái phần 2, chúng tôi sẽ vào cái chi tiết hơn. Đây là một cái món quà mới, rất là mới, mà chương trình của chúng tôi và văn phòng MyCare Plastic Surgery xin tặng cho quý vị trong năm mới. Nãy giờ thấy cô Hồng Vân, chị Hồng Vân hơi im lặng, chị đang nghĩ gì đó? Dạ, thưa bác sĩ, có một người bệnh nhân, hay một người bệnh nhân vừa thánh giả, vừa theo dõi chương trình bác sĩ rất là liên tục, có hỏi bác sĩ, xin bác sĩ trả nợ. Đó là lần rồi chị Hồng Vân có hỏi là thưa bác sĩ, vậy thì mình làm cho em, làm cho anh hay làm cho chúng mình? Vậy là Joe Biden làm cho ai vậy thưa bác sĩ? Đại sứ quốc gia. Dạ, anh hỏi chị 80 tuổi đáng làm vì đại sứ quốc gia không? Tôi hỏi chị từ lúc đầu, thành cái đó là cái câu trả lời, đúng không? Còn nếu mà chị mà môi lợi, móc lợi từ 3-4 chương trình trước, cái chương trình nếu mà tôi nhớ không sai, mâm ngũ quả đó, ok, thì chị hỏi thì về ngực thì câu trả lời nó rất là phức tạp, nó khác. Chị có uất ức gì chị cứ sổ ra đi. Cái người bệnh nhân á, specifically nói thưa bác sĩ cứ trả lời based on một cái ý kiến của riêng bác sĩ là một người nam, thì bác sĩ nghĩ sao? Ủa mà làm cho anh hay làm cho em, mà làm cho chúng mình? Dạ. Cái đó tùy người chị, tùy hoàn cảnh gia đình. Không, tôi nói cái này là không có tránh, nó nói này là thiệt. Và tùy cái gì mình giải phẫu nữa. Cái một cô trẻ mà làm cái cặp ngực đó,
Có nhiều lý do lắm. Ok, chúng ta nói chơi mà đầu tư vào hai cái bao bao là được bao suốt đời, cái đó là cũng có một cái phần sự thật trong đó. À, còn làm cái mặt lớn tuổi làm thì giống như tôi khiêu gợi chị tôi nói đó, thì nó cũng có nhiều lý do. Vì công việc, vì đời sống, có nhiều người họ đã hy sinh cho con cái suốt đời rồi, thì họ tới lúc mà họ chỉ muốn một cái gì mà gọn ghẽ cho đời họ, có thể đây là niềm vui nhỏ cho họ. Nhiều khi con cái họ nghĩ là có liên hệ gì tới tới lúc này đó, không làm lúc trước ra bây giờ làm chi. Để tiền đó đã hy sinh cho con rồi thì phải hy sinh cho đời con của con nữa, rồi đời cháu con của con nữa chứ là làm chi. Tại Hồng Vân, kinh nghiệm của Hồng Vân thì Hồng Vân thấy bác sĩ đã có bệnh nhân 86 tuổi vô căn da mặt nè, bác sĩ có bệnh nhân 77 tuổi lái xe từ Nebraska, thân chủ của bác sĩ lái 17 tiếng muốn làm trọn bộ luôn, rồi bác sĩ có chị từ Dallas cũng gọi xuống xin bác sĩ làm trọn bộ luôn. Thành ra thật sự mà nói thì vậy là cái câu hỏi mà mình muốn hỏi bác sĩ là khi mà 86 tuổi hay là 77 tuổi hay là 20 khoảng chị đó khoảng chừng 50 tuổi không? Dạ, làm đó thì nó vừa làm trên vừa làm dưới thì especially lớn tuổi, chứ còn mà như tổng thống của chúng ta làm có hơn nữa thì nó không đẹp không bác sĩ? Dạ, thành ra chúng ta phải phân tích ra là cái nhu cầu, cái khả năng của bệnh nhân, cái đòi hỏi của bệnh nhân. Thì dĩ nhiên ai cũng muốn làm đẹp, nhưng mà họ vào họ có khả năng không? Chị đâu phải mở cửa vô tiệm bánh là tự nhiên chị được tha hồ ăn bánh gì. Chị phải móc túi tiền chị ra, chị có bao nhiêu và mình chấp nhận ăn cái gì. Nhiều khi mình cũng phải tự kiềm chế, mình ăn nhiều quá bị tiểu đường, đúng không? Thành ra mình chọn cái gì. Thì nói chung đây là câu trả lời rất là phức tạp, không có dễ như chị nghĩ. Tôi muốn chị gài tôi vào nói là tôi làm vì anh hay là làm vì chúng ta thì nó không có đơn giản như vậy đâu chị. Dạ vâng, Hồng Vân sẽ mời quý vị vào YouTube nhé quý vị, giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp, để quý vị xem lại cái nhìn của một người giải phẫu thẩm mỹ khi mà có dịp research vào cái hình của tổng thống hiện tại của chúng ta. Thì quả là giáo sư có khác vì bác sĩ trình bày để mà chúng ta thấy được những cái sự khác biệt cũng như là cái phương cách làm đẹp cho tân tổng thống không thưa bác sĩ? Dạ, của chúng ta tân tổng chắc chắn rằng bác sĩ sẽ, quý vị sẽ hiểu và thấy rất là rõ khi bác sĩ trình bày quý vị nha. Xin quý vị vào giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp ở trên YouTube, và sau một vài thông tin thương mại thì chương trình sẽ trở lại phần 2. Cảm ơn quý vị. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh và Hồng Vân hân hạnh được trở lại với quý vị qua tầng 2 của chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp. Và thưa quý vị, xin mời quý vị có thể gọi điện thoại vào số điện thoại 832-874-6000, 832-874-6000, cũng như quý vị có thể truy cập vào mycareplasticsurgery.com của cái website của bác sĩ để biết những cái dịch vụ mà bác sĩ có thể đảm trách và giúp quý vị. Và Hồng Vân cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị ở trên radio có thể vào YouTube để xem giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp, xem lại chương trình hôm nay để nhìn thấy hình của tân tổng thống chúng ta và nghe giáo sư bác sĩ Nguyễn Hồng Anh trình bày về trường hợp đặc biệt của tân tổng thống, có cái gương mặt như thế nào, trước và sau như thế nào. Very interesting thưa quý vị. Và thưa quý vị, nhà mới của Việt TV là 27.6, và mời quý vị nhớ đón xem. Dạ, mời bác sĩ. Dạ, thưa chị và quý khán giả, tôi đã hứa đã có một cái món quà năm mới tặng cho quý vị. Thật sự chúng ta đã tặng một món quà rồi, là chúng ta tìm hiểu thêm và gần gũi hơn về tân tổng thống của chúng ta, đúng không? Đó, và chúng ta biết là về cái tánh trung thành của ổng, 20 năm mà cùng một ông bác sĩ chích Botox ra một cái nét chim bay y hệt như nhau. Và có thể chúng ta đã thấy những cái hình trước, có thể ổng đã trung thành. Tôi đoán là cái người căng mặt cho ổng, nếu mà thấy cái nét thì cũng chắc cũng cái ông mà đã chích Botox cho ổng. Chúng ta bắt đầu mở cái quà, cái món quà năm mới. Thưa quý vị, quý vị đã thấy lúc trước cái hình của ông tân tổng thống đó là cái cổ căng mặt. Nó còn nhão, nó còn dư da nhiều lắm. Okay. Thì có những người bệnh nhân cỡ tuổi 70, cỡ tuổi 80 mà đã trải qua trường hợp như vậy ở chỗ nào, bất cứ chỗ nào đi, hay ở Việt Nam hay nước nào đi, rồi họ về Mỹ, thì có cách nào mà giúp giải quyết được cho họ không? Thì thưa quý vị, chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị một cái công nghệ mà chúng tôi đã khám phá, đã dùng và phát triển.
Thì chúng tôi dùng cái thí dụ, đây là thí dụ của cái bụng. Cái bụng nó đã nhão, nó đã dư, nó đã nhăn. Có thể là sau khi hút mỡ, có thể là nó như vậy vì sau khi sụt cân rất là nhiều. Chúng tôi cũng đã nói một chút ít về cái công nghệ này trong cái chương trình mâm ngũ quả mà ngực xệ và ngực xẹp, và những cái vết thẹo mà chúng tôi có thể làm, những vết thẹo nhỏ mà dùng cái công nghệ này mà có thể nâng cái ngực và săn chắc ngực lên. Thì thưa quý vị, đây là có thể chúng tôi gọi cái công nghệ đầu tiên là săn chắc da. Thì quý vị thấy đó, thì cái da này sau khi áp dụng cái công nghệ thì nó săn chắc cái da được. Đây là một cái kỹ thuật công nghệ thứ hai. Cái công nghệ kỹ thuật thứ hai này đó là chúng tôi dùng. Chị thấy trong cái hình này là một cô trẻ. Cái cổ thì nó hơi lỏng, nó không có tệ như là của ông tân tổng thống chúng ta. Nhưng mà qua cái công nghệ kỹ thuật thì tôi gọi đây là có thể siết chặt được cái cơ thịt cái cổ. Chị thấy rõ ràng, có thể nói người Mỹ họ rất thích cái nét này, tại cái nét này không phải là cái nét bày hày. Nét mà già mà da lỏng hay đã lên cân sụt cân không giữ thân hình thì cái đó là cái nét bày hày. Thì người ta muốn cái nét mặt nó gọn hơn. Thì thưa quý vị, chúng tôi áp dụng hai cái kỹ thuật công nghệ này để chúng tôi có thể áp dụng vào những trường hợp cho những người lớn tuổi. Là một phần đề tài, đây là món quà mà chúng tôi unzip và mở ra và chia sẻ với quý vị, là làm sao mà làm trẻ săn chắc được cái nét mặt. Chúng ta nói về nét mặt bây giờ thôi chứ không nói về cái bụng hay cái ngực hay chỗ nào khác, mà làm sao mà không có thẹo. Chúng ta thấy hai cái thẹo rất là rõ ràng và tệ của trên mặt ông tân tổng thống chúng ta, thì làm sao mà một người mà làm đại sự vì quốc gia mà có một cái thẹo như vậy. Chúng ta phải làm khéo hơn, đúng không? Thì thưa quý vị, những cái công nghệ kỹ thuật này chúng tôi đã bắt đầu với những cái trường hợp người trẻ tuổi hơn. Thì đây là cái trường hợp của một cái người, cái da nhão, người đã mập. Và chị thấy cái mặt với cái cổ nó thành một phần chứ nó không có hai phần khác nhau. Nhưng mà sau khi chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật công nghệ săn chắc cổ, và có thể nói cái hình này là một năm sau. Một năm sau đó, thì dù là cậu này lên 14 pound so với trước khi làm, chị thấy có một cái nét nó gọn hơn. Ok, chúng ta sẽ có nhiều cái hình để chia sẻ với quý vị, để quý vị hiểu thật sự đó. Thì chúng tôi chia sẻ trong thế giới y khoa đó, những cái gì chúng tôi nói nó có cái thực tế, nó có cái mức nào đạt được. Chứ chúng tôi không phải cái thị trường bán như bán kem, bán thuốc hay là bán laser hay căn chỉ, mà có thể nói là những cái gì mà cái kết quả thành phần rất là thấp mà có thể thay thế được những cái nét thẩm mỹ thống nhất mà quý vị thấy. Cái chuyện đó là không bao giờ có. Thành ra chúng ta xem kỹ rất là nhiều hình như vậy, chúng ta thấy những cái nét này đạt được tới mức nào với mỗi cái công nghệ kỹ thuật hay giải phẫu mà chúng tôi làm. Anh Trường trở lại cái hình hồi nãy, cảm ơn anh. Thì đây là một cái trường hợp, quý vị có thể xem là đây là một cái mặt và cái cổ được săn chắc với hai cái công nghệ mà chúng tôi đã nói. Thì cái này là chưa tới cái mức mà thẩm mỹ thống nhất của cái căn mặt, của các mặt. Nhưng mà đạt được như đây mà tôi nói với chị là không có một cái thẹo ở trên mặt, thì hỏi chị như vậy là cũng khá là có nhiều thay đổi trên mặt. Chị đồng ý không? Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái hình kế chúng ta thấy qua nhiều cái tầm vực, nhiều trường hợp khác nhau. Đây là trường hợp mà với công nghệ mà chúng tôi đã nêu ra áp dụng vào săn chắc cho cái mặt và cổ của một người khá là tuổi trẻ. Tuổi trẻ này là nói so với 80 tuổi của ông tân tổng thống của chúng ta. Thì cái cổ và cái có thể nói cái mặt cũng hơi mập, và áp dụng lên cái mặt và cái cổ và chúng ta có kết quả như vậy mà không có cái đường cắt nha chị. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta đòi hỏi nhiều hơn thì phải tiến tới cái căn mặt thật sự và cái nét thẩm mỹ thống nhất mà kết quả rất rất là nhiều. Nhưng mà đây là với công nghệ có thể nói là cũng khá được chấp nhận cho một số người. Có thể họ không có thời gian, họ không có cái khả năng tài chánh, họ không có thời giờ họ bỏ vào để tới một cái mức cao như cái thẩm mỹ thống nhất. Nhưng mà tới như vậy cũng khá nhiều cái thay đổi cho họ, thưa chị. So, xin phép cho Vân được nhắc lời bác sĩ. Có nghĩa là bác sĩ đang nói đến cái investment của không riêng gì người bác sĩ mà cũng và người bệnh nhân mà cũng bác sĩ nữa, phải không ạ? Có nghĩa là cái step này nó sẽ là prior to căn, hoặc là cùng với căn, hoặc là cái step này trước,
hoặc là cái step này sao không thưa bác sĩ? Wow, chị phức tạp quá. Ok, cái này có thể nói là nó thay thế, có thể là một cái bước ít hơn, nhưng mà rất là nhiều kết quả. Có thể nói là kết quả này không có, ngoài cái căn mặt thật sự chuyên môn của người bác sĩ có thể làm được, thì cái mức kết quả mà quý vị đang thấy ở trên màn ảnh, những cái hình mà chúng tôi chia sẻ ở đây, không có thể nào mà đạt được với căn chỉ, đạt được với bắn laser, đạt được với bỏ vô miệng cái gì mà tốt cho ngũ tạng, hay là bỏ cái gì mà thoa lên da mà không cần giải phẫu. Nói chung mấy cái đó not in the same class, ok, not in the same league, có thể nói là cũng không có đáng nhắc tới, dù là họ muốn leo lên và họ nhái và họ muốn nghĩ là những cái gì mà mình bỏ tiền ra cúng vào thị trường đó thì sẽ được những kết quả như vậy. Thì có nhiều người thật sự nếu mà tới cái mức như vậy, họ đủ vui rồi, họ đủ chấp nhận rồi, có thể là họ không có đòi hỏi hơn hay là không có khả năng hơn. Nhưng mà đây là chúng tôi cố làm cho cái kết quả, chúng ta hiểu rõ thêm những cái kết quả có thể đạt được. Đây là một cái cô, chị thấy là một cái cô sang chắc mặt và cổ, không có cắt, không có cái thẹo, thì có thể nói cái nọng, cái rãnh sầu nó cũng đã đỡ hơn, cái da có thể nói nó chắc hơn, nó tốt hơn. Cái này không phải thoa kem, không phải uống cái gì, không phải là kéo chỉ, cái này là cái công nghệ sang chắc và siết chặt. Dạ. Thì chị thấy sao về những cái hình này? Dạ, thì cái này là đúng ra Hồng Vân phải nói là tin vui. Dạ, có thể nói là nhiều khi người bệnh nhân họ tới những văn phòng hay là về Việt Nam, họ trả tiền cho căn mặt mà không được cái kết quả như vậy. Thành ra có thể nói là với không có cái thẹo và những cái gì mà chúng tôi có thể làm và cần làm thì có thể đạt ra như vậy. Chị cũng đã nhận xét rồi, có thể nói là cái kỹ thuật trong văn phòng bây giờ qua cái đường cắt của cái trán thôi, chúng tôi có thể thanh toán nguyên cái mặt. Chúng tôi đã từ từ, trong thời gian chị làm với văn phòng là đã lấn từ từ xuống gò má, nhưng bây giờ có thể lấn xuống tới nguyên cái mặt luôn. Thì cái đó có thể nói là một cái chuyện rất là vui, và có thể nói là quý vị khó tìm được ở nhiều văn phòng. Đó là cái nhóm trẻ chúng ta đã thấy. Nhóm trẻ này có thể nói là 40, 50 trẻ là so với tân tổng thống 80 tuổi Biden của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn với những cái phẫu thuật, những cái kiến thức, chúng tôi luôn luôn đẩy cái ranh giới để cho khám phá thêm là chúng tôi có thể làm được tới mức nào. Thì bây giờ chúng tôi bắt đầu chia sẻ với quý vị cái nhóm người già hay là người già hơn, để quý vị thấy những cái công nghệ, những kỹ thuật mà chúng tôi áp dụng thì nó đem được tới mức kết quả nào. Đây là một người không có cắt, không có căng, nhưng mà qua cái công nghệ kỹ thuật sang chắc cổ, chị thấy thì nó cũng có khá nhiều kết quả. Chị biết là nhiều khi người này như vậy họ tới văn phòng bác sĩ mà họ căng không có khéo thì nó cũng trở lại thôi, nó không có kết quả, mà họ thêm cái đường cắt, thêm cái thẹo. Thì có thể nói đây là một cái kỹ thuật tôi rất là vui và có thể nói là rất là excited để chia sẻ với quý khán giả. Đây là một thí dụ, nếu mà chúng tôi dùng cái kỹ thuật công nghệ này mà chúng tôi làm cho một người chỉ thấy cái da này nó nhăn nheo, cái cổ nó cũng bầy hầy, mà chúng tôi áp dụng trên cái mặt thôi, để yên cái cổ, thì quý vị có thể thấy và so sánh cái nét khác nhau là sao. Có thể đây là có trong cái nhóm một số người nào đó, vì bất cứ lý do nào đó họ nói bác sĩ tôi không có muốn khác, thật sự tôi cũng không muốn trẻ. Cái đó hơi lạ nha, nhưng mà nói chung là người Mỹ thực tế Việt Nam mà nói như vậy mình phải cẩn thận, tại thật sự họ muốn trẻ nhưng mà họ muốn bỏ cái tiền ra cho cái trẻ. Thành ra nhiều khi người ta nói là tôi chỉ muốn tự nhiên, tôi chỉ muốn cái mặt nó gọn, nó săn chắc hơn. Thì đây quý vị có thể nhìn kỹ và tự so sánh cái kết quả của cái mặt mà được áp dụng cái công nghệ này so với cái cổ đã được để yên không có làm gì hết. Thì thưa quý vị, những cái hình mà tôi chia sẻ với quý vị, đây là cũng có thể nói là một cái kiến thức, một cái nghệ thuật của người bác sĩ. Họ phải biết chọn người bệnh nhân nào mà làm mà đúng cái trường hợp, chứ không phải là có một cái giải phẫu hay là một cái máy nào hay một cái công nghệ nào, một kỹ thuật nào mà đè ra làm hết mọi người mà nó sẽ ra kết quả. Thành ra có thể nói đây là cái khôn ngoan của người bác sĩ để họ chọn đúng cái trường hợp cho người bệnh nhân. Thì đây là một người lớn tuổi, chỉ thấy cái cổ nó nhão, nó dư,
mà qua cái áp dụng công nghệ sang chắc cổ, chị thấy nhiều khi nó còn đẹp hơn, nó được kết quả hơn nhiều cái kết quả mà người ta quảng cáo là căng mặt, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Hình như cái mắt chị sẽ có cái một cái thắc mắc gì đó. Xin phép bác sĩ, tại vì bác sĩ nói là tại vì cái người bác sĩ phải chọn bệnh nhân, tức là chọn cái bệnh nhân đó, chọn cái procedure đó, cái mổ đó cho cái người đó, phải không? Nhưng mà Hồng Vân thì lại also nghĩ là bệnh nhân nên chọn bác sĩ nào, đi đâu. Cái đó phải nói rồi, cái đó là để cho chị nói, chứ chẳng lẽ tôi nói cái đó là Tại vì đi một người bác sĩ mà có nhiều kiến thức hay là có nhiều cái investment, chịu investment thì mới có những cái công nghệ, những cái thủ thuật khác nhau. Giống như thật sự đây là tin vui đó thưa quý vị. Hồng Vân encourage các chị các cô vào YouTube xem chương trình này nha. Tại vì bác sĩ trình bày đó là đây là đường tắt đường ngang mà mấy chị always hỏi Hồng Vân nè, không mổ được không chị, không cắt được không chị, mà đẹp được không chị, không căng chỉ được không chị. Mấy chị thường hỏi căng chỉ, nhưng mà hôm nay mấy chị cần chị hỏi Vân có câu trả lời đó cho chị lát nữa. Ok, hình như hên quá thôi cái câu trả lời. Thành ra quý vị đã thấy cái nhóm trẻ và chúng tôi đang chia sẻ cái tầm vực. Chị đây, chị có thể thấy đây là cái kết quả. Không có một cái đường rọc dài để cắt, không có một cái gì để căng, để kéo hết trơn. Nhưng mà qua cái kỹ thuật công nghệ, có thể một người lớn tuổi như vậy, thật sự nếu chị tưởng tượng ông tân tổng thống mà được cái này là cái cổ ổng là được hơn rồi, ok, thì cái xương hàm của ổng là một cái xương hàm chắc, thì tại sao mà cái cổ mà đã một người mà đã căng mặt ổng mà nó ra không có nhiều kết quả, thật sự thì nó không có kết quả gì mấy. Thì tại sao mà tôi nói chị ổng có cái lòng trung thành 20 năm botox cùng một nét, thì tôi đoán cũng cùng một mẫu bác sĩ đó để căng mặt thì nó ra cái kết quả mà chúng ta đã chia sẻ. Thì đây là một trường hợp có thể nói là khó hơn. Trường hợp này có thể nói là một người mà mặt mập, cổ mập, rồi có thể qua một cái đợt được chữa trị mà nó có thể được tới cái mức như vậy. Và có thể nói người này mà tới cái đợt thứ hai, kết quả còn được hơn. Thì giống như chị nói đó là có nhiều cái phương pháp mà chúng tôi dùng trong văn phòng, thì có những cái kỹ thuật, những cái công nghệ, những cái giải phẫu. Thì chị đã nói rồi, chúng tôi có thể bây giờ cộng rất nhiều cái phần đó vô, giống như mình pha vô như vậy, thì mình pha vô thì sẽ cộng thêm cái kết quả còn nhiều nữa. Thì đây là cái hình kế, đây có thể nói đây là cái mức tối đa của cái kỹ thuật, cái công nghệ săn chắc mặt và cổ mà không có cắt và không có thẹo và không có căng, có thể nói đạt được tới cái mức như vậy. Thì chị thấy sao? Chị thấy hình này nhiều người bác sĩ mà họ căng mặt được như vậy là họ cũng khoe rồi phải không? Cũng đã đắt hàng rồi. Nhưng cái này là không phải là có đường cắt và cái đường thẹo. Vậy thì Hồng Vân xin mời quý cô, quý chị đã tham khảo, đã consult với bác sĩ Hùng Anh đó lâu rồi đó mà vẫn chưa quyết định, thì quý vị nên trở lại. Tại vì bác sĩ sẽ có phương cách cho quý vị, giống như là ngày xưa quý vị đã đến. Nhưng mà có đôi lúc phải combine nhiều cái người đó lớn tuổi quá, vấn đề nhiều quá, mình phải combine nhiều cái thủ thuật. Nhưng mà bây giờ thì bác sĩ có thể như là quý vị mong muốn mà hồi đó giờ quý vị hỏi hoài đó, thì bác sĩ sẽ help quý vị, phải không thưa bác sĩ? Thì thưa quý vị, cái y khoa rất là thật thà và rất là thực tế. Thì tôi xin đem lại so sánh cho chị Hồng Vân và quý vị. Cái có thể nói cái mức tối đa, đây là cái thẩm mỹ thống nhất. Căng mới được mức này. Không những là nguyên cái khuôn mặt nó thay đổi, mà cái da chị thấy giống như là cái da săn chắc. Ok, săn chắc tới cái mức mà chị tưởng là lột da làm đầy đặn. Nhưng cái này là có thể nói là nét trẻ thật sự. Những người mà không muốn tới cái mức như vậy, hay không khả năng như vậy, không thời gian, thì cái thực tế thứ hai, cái mà chúng tôi chia sẻ của cái săn chắc cái mặt cổ, cái kỹ thuật, cái công nghệ chúng tôi chia sẻ đó, thì thật sự nó có 3 tới 4 phần, chúng tôi chia sẻ 2 phần thôi. Ok, thì đây là thực tế, cái mức tối đa nó đạt được tới mức nào, nó cũng được nhiều. Nhưng mà không thể nào mà người bệnh nhân tới văn phòng nói bác sĩ tôi vừa không muốn thẹo, vừa không muốn nghỉ, ngày hôm sau tôi phải vô văn phòng ông chồng để coi có cô thư ký đẹp có nhíu mắt với ông không. Thì không thể nào mà làm một cái gì nhẹ hơn mà được cái kết quả tối đa. Thì cái kết quả có thể nói là mỗi cái áp dụng nó có một cái thực tế của nó. Nhưng mà đây là 2 thực tế rất là nhiều.
tại sao mà chương trình bữa nay chúng tôi cũng không có nói nhiều về những cái thành phần khác mà nó nhái, tại sao? Not even close. Không, nếu cái này là 100 phần, cái kia đó thì nó lết tới được 1-2 phần thôi. Chúng ta đã nói trong những cái chương trình khác rồi. Thì đây là có thể nói là đây là một cái chọn lựa. Nhưng mà chọn lựa cho những người mà không có muốn cắt da hay là muốn căng mặt, nhưng mà cũng có thể có nhiều kết quả. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã qua rất nhiều giai đoạn với quý vị và chia sẻ càng ngày càng đi sâu hơn và càng cao cấp hơn những cái gì mà có thể làm được thay đổi cho nguyên cơ thể và có thể nói là trên khuôn mặt. Thì khả năng bây giờ của văn phòng chúng tôi và của cái có thể nói là cái thành phần chuyên môn cao cấp, thì chúng tôi take care, lo được rất nhiều cái phần của cái mặt từ ngoài vô trong. Thành ra những cái công nghệ chúng tôi chia sẻ cộng với cái căng mặt, các mắt làm những cái gì mà chúng tôi cần làm, chúng tôi thanh toán ở ngoài da, chúng tôi ảnh hưởng tới trong da, chúng tôi có thể thay đổi ở dưới da, chúng tôi có thể săn chắc giống như chị nói đó, thì ở dưới cái cơ thịt, chúng tôi có thể ảnh hưởng trong cái bắp thịt ở dưới đó, chúng tôi có thể ảnh hưởng cho tới cái phần kế cái xương. Thành ra những cái áp dụng này mà chúng tôi gom lại thì nó rất nhiều kết quả, có thể nói thanh toán từ ngoài đi sâu vào trong chứ không phải chỉ cái da. Cái căn mặt da quý vị đã thấy của cái mặt của ông Tân Tổng thống rồi, nó tới mức đó thôi. Và cái đó có thể nói là một cái nét mà một cái kỷ niệm mà chúng ta ghi nhớ có thể rất là lâu. Chia sẻ với quý vị, đây một người khác lớn tuổi rồi, cái da không có tốt, da nhăn. Đây là trong cái trường hợp mà không căng mặt, nhưng mà chúng tôi phải làm ngoài lớp da, chúng tôi phải làm trong lớp da, chúng tôi làm dưới lớp da, thì nó ra một cái nét như vậy. Thì tới cái lúc mà chị chờ 80 tuổi, bánh xe mòn rồi. Không những bánh xe mòn, nhiều cái chuyện nó mòn lắm, thành ra phải thanh toán rất là nhiều. Còn nếu chúng ta làm sớm hơn thì có thể được một cái kết quả thẩm mỹ thống nhất. Còn nếu mà chúng ta chờ lâu thì chúng ta có thể đi tới một mức nào, trừ khi chúng ta bỏ rất là nhiều thời gian và rất nhiều tiền ra nhiều hơn nữa, thì có thể mới đạt được. Dạ. Yeah. Dạ. Nhìn hình này thì Hồng Quân nhớ tới thân chủ của bác sĩ là sau khi làm thì cô trở thành mặt thư sinh, mà thân hình thì phụ huynh đó là lời của con cô compliment, khen cô và khuyến khích cô thì sửa phần dưới để cho nó từ mình thanh toán hết, đúng không chị? Dạ vâng. Cho nên là dạ, thành ra thưa quý vị, trong chương trình này thì nếu quý vị trên video, Hồng Quân thật sự muốn quý vị, mời quý vị, encourage quý vị vào YouTube để xem chương trình này. Vì nếu mà quý vị là những người mà ước ao nhưng mà không thích mổ, không thích cắt, không thích căng, mà muốn đẹp mà cũng không cần căng chỉ nữa, đúng không ạ? Cho nên là đây là phải nói là tin vui thưa quý vị. Để khi mà chúng ta trở lại đó thì Hồng Vân cũng muốn nói là thưa bác sĩ, có nhiều bác sĩ đó, thời gian qua chúng ta nói rất là nhiều về bệnh nhân, nhưng mà hôm nay Hồng Vân sẽ nói bác sĩ nha, xin phép bác sĩ nha. Có nhiều bác sĩ đó thì talk mà no do, nhưng mà cũng có nhiều bác sĩ do mà no talk. Thành ra là có nhiều bác sĩ thì thoát mà làm ít ít thôi, thoát mà làm không có cơ vì do. Vậy thì quý vị nên chọn bác sĩ nào? Dạ. Chị đang lì xì quăng cái gì ra cho năm mới đây, thật sự tôi không có biết. Thành ra quý vị phải chọn một người bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kiến thức, có những cái kinh nghiệm lâu dài và có investment, để nơi đó bác sĩ có nhiều cái tour, có nhiều cái kỹ thuật, thủ thuật để bác sĩ có thể làm cho quý vị như là quý vị mong muốn. Quý vị không nhất thiết phải căng, phải cắt, nhưng quý vị vẫn đẹp thưa quý vị nha. Dạ, mời bác sĩ gửi lời chào đón khán giả. Thì chúng ta đã chia sẻ với khán giả hai cái quà cho năm mới và có thể một cái bài học tóm tắt lại, tôi nghĩ là tóm tắt được cái chương trình bữa nay. Người Việt Nam có câu an cư rồi lạc nghiệp, đúng không? Thì có thể nếu mà chúng ta nói như vậy thì cái bài học bữa nay thì đây, chúng ta trước nhất khống chế cái mặt thì chúng ta mới hy vọng đoàn kết hay thống nhất được cái nước. Thì có thể nói cái thứ tự nó rõ ràng, thì thẩm mỹ mà không có được thấm chế, khống chế thì có thể nói là nó sẽ không có hoàn hảo và rất là rõ rệt. Mẹ tôi nói là sao mà lạ lạ vậy. Thành ra chúng ta hy vọng luôn luôn sẽ tiến tới một cái thẩm mỹ tự nhiên hay là cái thẩm mỹ thống nhất. Thưa quý vị, văn phòng chúng tôi MyCare Plastic Surgery, chúng tôi là bến cảng an toàn và đây là một cái nơi
cung cấp cho quý vị những cái giải phẫu cao cấp, những cái công nghệ đáng làm, có kết quả và có thể nói là một nơi an toàn cho quý vị. Dạ, và Hồng Vân và bác sĩ cảm ơn sự theo dõi của quý vị, cũng như chúc quý vị khỏe, trẻ và muốn đẹp hơn thì quý vị liên lạc 832-874-6000. Và thưa quý vị, chúng ta nên vào để xem chương trình của những cái hình từ trẻ đến già, đến trẻ, trở lại đến già của tân tổng thống của chúng ta là Joe Biden quý vị nha. Cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp. Xin chào.